Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nè ông ơi, trời ơi, sắp hết thời gian rồi, trời ơi, sắp trễ rồi nè. Trời ơi, trời da, ơi, da, ơi, da, ơi, da, ơi, da, ơi, da, ơi, da, mấy cái đứa nghèo hèn xấu xí như các ngươi mà cũng xứng đáng ở cái ngôi trường sành điệu như thế này sao? Ủa? Chỉ vì tôi xấu xí mà có bắt nạt tôi sao? Vậy bây giờ rốt cuộc bọn tôi phải làm cái gì? Thì mấy người mới bỏ qua cho bọn tôi hả? Chỉ cần các ngươi trở thành cặp đôi hot boy hot girl như tụi ta đây thì sẽ không bị bắt nạt nữa. Nhưng mà tụi bay làm gì có cửa chứ? Chỉ cần trở thành hot boy hot girl là mấy người sẽ không bắt nạt tôi với chị. Thôi rồi, chơi chơi, sợ gì? Được rồi, nếu ngươi dám thì ta cũng sẽ làm luôn. Thử thách đầu tiên, đó chính là... Thử thách mặc đồ xanh điệu? Hả? Làm sao? Khi đây? Để trở thành một hot boy, một hot girl thật thụ thì biết ăn mặc làm sao cho trở nên fashion và trở nên lộng lẫy trước mắt người khác. Hiểu không? Hay đồ nhà quê? Trời ơi! Vậy? Đừng nói tôi nhà quê nha, tôi làm được cho anh xem rồi. Chưa còn cái gì nữa, mặc cái bộ quần áo như thế kia mà bảo là không nhà quê, không thấy ngượng mờ mà không thấy đỏ mặt, là không thấy ngại ngùng à? Thôi, không nói nhiều nữa, và bà chỉ có 1 phút để lựa chọn trang phục thôi. 1 phút xin phép bắt đầu. Mấy cái đứa nhà quê này á, chắc chắn là lựa mấy cái đồ phèn phèn được mặc cho mà coi nè. Thôi cứ thử nha. Sao nữa? Phong ơi, nhanh lên, không có thời gian đâu. Tôi đang tìm nè. Đây, áo nè. Rồi, bây giờ có gì không ta? Mũ, đây, cài đầu, rồi, đây. Rồi, xong, tôi là rồi. Rồi bắt gà rẻ nằm ở đâu? Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Rồi bây giờ đến thời khắc chấm điểm để xem coi ai sẽ là người đẹp hơn. Mình đẹp nhất. Tụi tôi đi mà. Cái gì? Làm bà đứa kia, tụi mình thắng là cái chắc rồi. Cặp đôi bên kia đẹp hơn, ủa là sao hả? Mặt như hai đứa quê mùa mà đòi thắng tụi ta sao? Trời ơi, thật là nực cười quá đi á. Trời ơi. Bình thường á, nhà nghèo nên là chả bao giờ được đi chơi, nên làm sao mà biết được bộ đồ đi chơi thì lên mặc như thế nào được trời. Nói em nha, bọn tôi tức giờ quá. Bây giờ mình sẽ cố gắng mặc xong mới thắng. Mấy người kia, chắc chắn thử thách sau tụi tôi sẽ thắng cho xem. Trời ơi, tức quá mà. Để mà thử thách tiếp theo. Rồi Phong cậu ơi, cậu nhớ cố gắng nha, lần này tụi mình mới thắng đó. Yên tâm, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Bạn tâm đi, mình mới vừa đi làm kiếm được nhiều tiền lắm. Mình sẽ mua nhiều đồ đẹp. Rồi, chuẩn bị nha mấy bạn. Mình sẽ có thật là đẹp. Cố lên Phong ơi. Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ thành hot girl nè. Hot girl cần những tóc gì đây? Đây, hot girl tóc này. Này tôi cách gì đây? Đó, tôi nhìn xinh nè. Đó. Ông cố gắng thì thật là xinh đẹp nha. Tôi không có chịu đó. Đây, bây giờ tôi sẽ đổi màu tóc. Tammy, mình sẽ trở thành hot boy đẹp trai nhất ở đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ là tóc xám nè. Tóc xám trendy nè. Đó, đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ chọn mắt. Đó, bên này tóc xinh cũng phải mắt. Mắt mình màu đỏ thì mình sẽ chọn cái mắt là màu đỏ cho nên ngầu ngầu tí. Mắt nào ta? Trời ơi, đây quá trời mắt luôn các bạn. Mắt ngầu, mắt dễ thương, mắt đáng yêu. Ui, mắt con mèo cũng có luôn. Ui, dễ thương giờ. Để tôi xem coi. Để tôi có mắt nào ngầu. Ui, cái mắt này dễ thương nè. Ui, đáng yêu không? Nhưng mà tôi là chị đại, tôi ngầu lắm. Tôi muốn mắt này cơ. Đó. Chiến chưa? Sau đó tôi là một hot girl. Nhưng mà không phải tôi muốn hot girl ngầu nha. Không phải hot girl cute nha. Làm hot girl ngầu hả? Để tôi xem coi. Sam ơi, mình mặc vậy được không bạn? Đâu? Cái gì vậy? Cả trời, mặc cái gì? Mình đang làm hot girl boy đó. Đừng mặc tào lao. Khổ quá. Tôi thấy mặc vậy đẹp mà ta. Không có đẹp. Mình phải làm sao để thắng bên kia. Hiểu không? Để tôi xem coi. Bộ này ngầu chưa? Chưa ngầu lắm. Để tôi thêm. À, đây nè. Đó. Wow, nhìn lưỡi loạn quá ta. Đẹp quá à. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn bên phụ kiện nữa. Đây là áo quần rồi. Ui, còn 100+ giây thôi. Nhanh lên mấy bạn, không còn nhiều thời gian đâu. Bây giờ có mấy kiểu ứng nhỏ nè, đẹp chứ nè. Cốt thánh có đồ nè. Bây giờ mang cái gì cho ngầu? Tôi nghĩ á, tôi là người ngầu nên tôi sẽ chọn cái này. Đây. Đó, ngầu chưa? Em bé ác quỷ bên cạnh tôi. Đó, đi coi có gì không? Có kính gì trendy không? Kính gì ngầu ngầu không? À, không có kính nào ngầu hết trơn à. Nên thôi tôi sẽ không mang kính này hết. Kính này bình thường mà. Ui, có đồ đội nón. Có quá trời nón luôn. Mà hot girl để đổi nón gì ta? Đây hả? Wow, trình chiến hả nè. Trời ơi, tôi ngầu loại luôn. Ông cũng phải ngầu loại trang tôi nha.
giờ mình chọn mang đồ đen giống tôi nè, mang đồ đen giống tôi cho ngầu nè. Trời ơi trời, khổ ghê luôn à. Tôi là hot girl không thành hot gì giờ hot đó ra. Rồi bây giờ tôi để tôi quay. Ok, mình cứ đổi cái tóc màu xanh này vô. Wow, đẹp trai quá. Rồi bây giờ tôi đã có đồ rồi. Bây giờ ui giờ còn gì, chúng ta nên mang cái ghi guta điện này. Chúng ta guta điện này nó không màu đen, nó không màu đen mình không lấy. Cái gì màu đen là tôi lấy à. Đó, tôi xách ha. Tôi xách nhìn cũng chất chơi. Để tôi coi tôi ô tôi xách này cần có tiền. Oh my god. Trời ơi, tôi tưởng tôi có tiền chứ. Buồn quá. Rồi, để xem quay. Sao mấy thời gian rồi ông ơi? Ông qua đây nè, ông qua đây nè, ông chưa có nón chưa? Có nón chưa? Mình chưa có nón bạn ơi. Đây qua đây lượn nón nè, có chơi nón luôn. Ông lượn nón cặp với tôi nè. Đây đây đây, đây tôi đây nè. Ông thấy tôi không? Nón nào vậy? Đây mình đang cho chỗ bán nón rồi nè. Đâu? Đây đây cái nón cuối cùng nè, nhìn ngầu luôn á. Đây, đây đây chỗ tôi nè. Đó, đẹp chưa? Rồi, nón này nón cặp với tôi nè, ông cái đầu ông kỳ vậy? Ôi, ui. Đẹp quá, trời. Quá đẹp luôn. Cái con để mình lấy màu da đã. Từ mình chưa có chọn da cho mình trắng chọn nè. Da đây, chọn da đây, nhanh. Ê ông có cần cái cặp thấy gì không? Để tôi lừa phụ cho. Rồi, tắt mình vậy. Mình nghĩ là mình sẽ đeo một cái cánh vô nhìn cho nó đẹp trai hơn. Cánh đúng rồi, cánh ông ăn cánh cho đẹp đi. Có cái gậy nè, có gậy nè thôi. Bây giờ giữa guta với cánh ông chọn nào? Thôi cánh đi cho ngầu ha. Cánh đi. Đây, mình tìm cái cánh này đó màu đen á, nhìn cho nó ngầu. À không, cánh này màu xanh nè, đẹp nè, mình sẽ mua cánh này luôn, đeo cánh này luôn. Wow! Không, cánh này xấu lắm, cánh đen đi, lấy đèn cho đẹp đi nè, đằng sau lưng nè, cánh này nè, cánh đen này nè. Sao cánh bướm? Cánh bướm này sao cánh bướm? Đó, mình cho một màu thôi. Cái áo choàng đẹp, áo choàng này lấy áo choàng đi. Bớt cánh bớt đi, nhiều cánh vậy. 6 năm. Rồi. Wow, ngầu nha. Đẹp quá. Ôi, cặp đôi ngầu quá. Rồi, để xem coi. Rồi. Trời, không sao, bình tĩnh em yêu, anh yêu. Đừng lo, yên tâm là tới thử thách tiếp theo tụi nó không thể nào mà có thể thắng được chúng ta đâu. Em yêu cứ yên tâm. Thật không dạ? Chứ còn gì nữa, anh có bao giờ lừa em đâu. Bây giờ đến với thử thách tiếp theo. Thử thách thoát khỏi nhà tù con gái. Ô trời ơi, nhìn nghe quá không thấy sao. Trời ơi, những cái bà kia kìa, đằng sau mà lưng mình kìa. Trời ơi, bây giờ một mình phải thoát khỏi nhà tù nữa hả? Tôi không có muốn chơi trò này đâu. Trời ơi, nhưng mà mình phải cố gắng trở thành hot boy girl. Bây giờ phải cố gắng đánh bại cặp đôi kia. Tôi không chịu đâu, để tôi xem coi. Ủa, trời ơi, mấy cái người này ác dễ sợ. Còn treo thưởng tôi $1,000 nè. Khó chịu còn chết à. Mệt gơ luôn á, bắt nạt tôi hồi. Cái này là 1 triệu đô bà nội ơi. Đó, 1 triệu đô, bây giờ phải tìm cách coi để xem coi. 1 triệu đô, kêu 1,000 đô rồi sao. Trời ơi, kể tôi đi đây. Ủa gì đây, hình như phải ăn gì đây. Từ coi. Ủa, nhầm. À không ơi, ăn bánh kem. Ăn bánh kem này lấy cái muỗng nè. Từ để tôi. Ý, trời ơi. Sau đó mình sẽ lấy cái muỗng để mình gọi là cậy cái bồn cầu lên mình chui vô. Không hả, mình cày xuống đây nè. Đó, ui. Đó, mất. À, đây, có cái đất dưới này ông ơi. Đây. Ôi, giờ sao? Ui, mình ăn hả? Ui, trời, mình ăn. À, y cha, tôi ăn xong rồi. Ok, bây giờ, ui, dưới kia lá ba kia. Cẩn thận nha ông ơi. Bây giờ mình phải nhảy cẩn thận. Thì, đó, ui, nó chìm xuống. Ây da, xong nhảy đầu tôi. Bà nhảy nó xuống luôn, sao ơi. Ông nhảy đầu tôi, ông chỗ viên vừa tôi. Ai mà để không? Hi. Đó, rồi. Cái này chìm xuống nha, cái này nó chìm xuống. Ờ, đúng rồi, cẩn thận. Ôi, đúng, từ, đúng. Ui, xuống ai vậy, từ. Hi, đó, nhảy qua, cẩn thận. Ui, nó đụng cái đó, để chuẩn bị nó bị rơi xuống. Ui, ai vậy? Ê, bạn gái kìa. Ui, trời ơi, cái bà đó, ui, cái chồng, bà đâu rồi? Ở đâu vậy? Ôi, như bà chiêu mình hay sao á? Thế ghê quá, trời, trong nhà tù của con gái, bà còn chiêu mình nữa, ghê. Ủa, kìa, ui, anh em là Mr. Family, trời ơi, gia đình của bà đấy hả, trời ơi, gia đình toàn gái luôn. Trời ơi, bà đang dùng ống nhòm, bà nhìn mình kìa. Đâu, ui, tôi thấy gì đâu, ít có cái đường đi rồi ông ơi, bà kết thúc cái này, con đường đi, để tôi, đó, nhảy vô, đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Ui, đó, tôi qua đến nơi, ông qua chưa, rồi, đây. Tôi qua nè. Ủa, nút gì giờ vậy? Giờ mình bấm cái nút này hình như để mình mở cửa đó. Nè, ui, nhảy qua đây, ui, con là nằm đây tội vậy? Ôi, trời. Đây, cái sao rồi? Hình như là chồng của bà kia á. Chắc bị quánh đây á ông ơi, chắc là gì đó, chắc là giấu tiền lương á gì. Ấy da. Quá vậy. Ủa, ông giống tôi vậy. Bay lên. Giấu
đốc tiền lương cái bị đánh vậy? Trời okay, ơi, đây, đây, đây. Bà ở dưới đây nè, Sam ơi, bà đang dưới đây nè. Đang làm gì vậy? Bà đang xem cái hình của bà kìa. Ui, bà làm gì vậy? Trời ơi, trời, bà đang dùng cái hình của tôi. À, là bà muốn bắt tôi đúng không? Ôi, ghê quá. Thôi, thôi, nhanh lên bà ơi, không là bà bắt mình á. Sợ quá. Ui, ai, bà kìa. Bà bắt tôi. Sam ơi, bà đó, bà đuổi kìa. Rồi, lên, lên cầu thang ông ơi, bà đuổi tôi kìa. Trời ơi, biết rồi, tôi lẫn gái đây, bắt tôi, ông lẫn trai mà. Trời ơi, tôi qua đây là nhà tôi con gái mà. Trời ơi, ôi, ghê quá. Trời ơi, trời, đây để tôi. Đó, tôi không sao, tôi bà bắt tôi. Nhưng mà bà tôi quá bà rồi, sao bà bắt tôi được. Ở dưới chân bà kìa, bà đang ở dưới chân bà kìa. Sam ơi, đây, xuống dưới chân kìa. Ôi, trời ơi, coi kìa, bà ấy ghen chết rồi. Rồi, để xem quá. Đây, tôi đẩy Sam xuống. Ê, vô gì em không ơi, trời, không ác vậy. Trời ơi, bà bắt tôi bây giờ. Đây, giờ qua đây nè, qua đây, qua đây, qua đây. Đó, không cẩn thận nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Ủa, cái này là gì vậy? Cái gì đây? Ui, tôi biết rồi, không ơi, xuống đây nè. Đó, đây, đơn giản. Để tôi xíu, tôi chưa có khinh cái gái anh được. Trời ơi, ông chậm quá hay chưa, tôi là tôi bờ gồ rồi. Tôi là tôi bờ gồ mà là tôi từ lấy cái này ra, lấy lại cái cũ nè mấy bạn, chứ không lấy cái mới. Đây, đúng rồi. Là nhà tù con gái, chỉ con gái mới chơi được thôi. Đúng rồi, khó lắm luôn ông qua chưa. Rồi, tôi qua tới đây nè. Rồi, bây giờ mình leo lên đây. Ê ông ơi, hình như bên này là cái gì này, từ từ, tôi mắc kẹt này. Rồi, một cái phòng thay đổi bạn. Wow. Cái gì đây? Ủa, cái là cái gì vậy? Tôi không biết. Ủa? Mở cửa. Mở. Bà đuổi tôi. Hất hồn. Bà dọa tôi. Sợ à. Cái gì vậy? Vậy trong nhà vệ sinh này sẽ có người hả? Ừ. Nhảy xuống đây ông ơi. Nhảy xuống cái lỗ này đúng không? Mày nhảy xuống đâu vậy? Eo ơi. Trong nhà này. Về già cũng làm luôn hả? À? Trời ơi trời, đam mê vậy. Trời ơi. Ôi trời. Đam mê cái nghề vậy. Hồi nãy là chồng bả nè, với là bà ông bà ngoại. Bà ngoại tới được rồi. Ông bà ngoại của bả cũng dạ. Làm công an luôn. Trời ơi, hóa ra là nguyên gia đình mấy bạn ơi. Trời nãy tôi bị rớt xuống. Đó, đây, giờ nhảy qua thôi. Ui. Giờ đi đâu nữa vậy? Đây cái ống này nè, ông thấy không? Đó, ui, đồ cách cái nút vô. Ui, tôi thấy bả kìa. Ủa sao bả đứng không tống làm gì không? Bà chào tôi đi làm gì vậy? Hay bà muốn bắt tôi vậy? Bả đang muốn bắt mình đó, nhưng mà mình đã sao đó. Ờ đúng rồi. Đây. Ok rồi, đã được rồi. Đây, tôi lên. Ủa nhảy lên đây luôn hả? Cao vậy? Hả? Ui, cao nha. Rồi. Em đợi tôi giáo đi, bỗng đi mình không vậy? Ui đây, qua đây. Rồi. Ở đâu? Sam ơi, có lên. Đây nè, tôi qua cửa rồi. Tôi qua cửa rồi. Ê từ từ. Sao qua được vậy? Sao mà chui vô được vậy? Chui ra, ông kích vô, ông lách vô xuống mắt lại cái cửa rồi. Ông qua chưa? Rồi, ok. Trời ơi, ê cẩn thận. Ôi rung kìa, rung. Ôi có cái đưa cái gì đây? Có cái gì ta? Cái này là cái gì? Quy chương chiến thắng nè, mình giành chiến thắng rồi. Trời ơi, thích chưa? Vậy là tụi mình đã hoàn thành xong cái màn này. Trời ơi, tưởng gì tôi nhìn hơi xấu xấu rồi thôi, nhưng mà hơi vừa rồi đó, tụi mình đã hoàn thành xong rồi. Yeah. Đúng rồi. Thử thách tiếp theo của tụi mình đi hả? Cái gì đây? Ủa, cái này là thử thách tiếp theo gì mà nhìn nguy hiểm quá vậy? Trời ơi, ghê quá. Nhưng mà tôi không sợ đâu. Tôi muốn trở thành hot girl boy cơ. Cẩn thận nha bạn cơ. Ủa, hay vậy? Thử thử quá. Trời ơi, ý vậy có được nhưng mà không được, không đi chi gian. Đây nè, đi theo đường vòng zig zag nè, ông ơi. Ê, quay quay. Ui, trời ơi, đứng đụng tôi. Đó. Bạn Sam ơi, bạn Sam mình đi. Dòng con rắn thôi được rồi. Ui trời ơi, nó cạn lưng mình đau quá. Đây coi gì này đó. Nguy hiểm lắm á, bạn có chân nha bạn Sam, để mình rồi. Đánh bạn ra. Rồi đừng đánh mình trước bây giờ. Đừng đánh mình, rồi đụng mình, đừng đụng mình, bây giờ mình cứ đi bình thường thôi. Đó rồi, qua được rồi nè. Ui hay dữ vậy. Ui trời ơi, cái thử thách gì đâu mà khó vậy, sợ rồi quá mẹ ơi. Thôi để xem coi. Ui sao vẫn còn vậy. Thôi để xem coi. Thử thách bắt cua. À đây, bắt cua, tôi bắt cua được, tôi hơi bị giỏi trò này đó. Rồi, ấy dùa, trời, rồi qua đây bạn ơi, cố lên. Trời ơi, bạn ơi, gai dịu quá à. Mình biết rồi chứ mà, ấy da. Trời ơi, nó khó gần chết luôn bạn ơi, bây giờ mình phải bắt cô một cách cẩn thận nhất có thể, đúng không Hân Thận? Tụi theo bắt cô cẩn thận nha. Ôi, kiểu này mình rớt á. Sao qua được? Đây, đi thôi, mình cứ bắt cô đơn giản rồi, ấy da, gai dịu, ui, đó, thấy chưa, mình cứ cần bắt cô đơn giản thôi, Hân Thận ơi, coi đây nè, ui, có cái thương nè. Trời ơi, may quá, đây, qua chỗ nè đó. Anh chụp
Rồi, sắp qua, sắp qua rồi. Chuẩn bị. Rồi, rồi, bạn ơi. Cố lên. Còn cái cuối nè, sổ à. Được rồi, mình một, được rồi. 2, 3. Rồi, để xem quay mà tiếp theo là gì đây. Cái này chắc chắn là tụi này ăn may thôi. Nhưng mà không sao, em yên tâm. Đến cuối thử thách, anh đã thả một con quái vật siêu khổng lồ, siêu mạnh mẽ, quái vật SCP. Quái vật mình sao? Còn không uýnh được chúng nó. Làm sao mà cái tụi kia có thể uýnh được mấy con quái vật đó chứ? Lại là yên tâm, không sao hết. Nếu vậy thì hay quá. Ủa sao màu xanh vậy? Không biết cái là mê cung hay sao á, cậu thần lạc nha. Tôi bị sợ mê cung luôn á. Thôi, tôi dễ bị lạc á. Mê cung mình để làm gì vậy? Không biết, chắc là tìm đường đi á, cậu tìm đường không? Đâu ta? Thôi, có gì bên này không? Có gì bên này không? Không. Ê, cái mê cung gì đâu mà dễ ẹt vậy, đi một đường tới nơi luôn các bạn. Mình không biết rồi, chắc là cái này nó đơn giản á bạn. Tại tụi mình là học sinh mà đúng không? Đó, tụi mình học sinh mà, nên là chắc cho đơn giản thôi. Đó trời ơi. Ôi, sợ chết nè, còn tính cầu vả tôi vậy. Trời ơi, bây giờ qua nhanh đi, mình còn trở thành hot girl boy nữa nè. Đó, rồi. Rồi, ủa gì đây? Ủa, tới nơi nè. Cái gì đây? À, cái ủa, này là... nè. Ôi, có khi nào mình tới mình đánh quái vật không? Trời ơi, sợ quá à. Tôi sợ đánh quái vật lắm luôn á. À. Nhưng mà đỡ mình tôi là sao? Yên tâm đi, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ cho bạn. Nhớ nha, nhớ nha. Nhưng mà bây giờ, dù có thua hay thắng, tôi vẫn cố gắng hết sức mình. Tại vì sao? Tôi phải đánh bại được hai cái người hot boy ở trong lớp mình, dám xỉ nhục mình. Được không? Ông chịu không? Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị. Tiến lên, để xem coi. Đi vô nào. Ôi. Ủa, cái gì đây? Cái con này sao nhìn con quen á? Có bạn nào biết đây là nhân vật nào không? Hình như là SCP đúng không? Ở đây sao đuổi theo mình nè bạn ơi. Ai biết là SCP gì vậy? Thấy ghê mà. Có bạn nào biết SCP là SCP nào không? Đừng quên comment bây giờ sao biết cao cho tôi. Thấy là SCP này nó hơi ghê nha. Ôi, thì nó kìa, nó đi mà nó không còn bước luôn. Rồi rồi, để tôi để đánh nó. Nó đang mắc nào đúng không? Đây nè, trời ơi. Thì bạn coi chừng nha, con này nó không dữ nha. Ôi, nó dữ quá à. Trời, nó tát tôi quá trời. Đây đây đây, ai dám tát tôi. Ê bạn ơi, con này ở dơ quá. Bạn nhìn sau lưng nó đi, đằng sau lưng của nó nè. Đó, bạn thấy gì không? Cái con gì này vậy? Nó đi toilet xong nó không chịu chùi nè, ghê quá. Ủa, phải ơi, là cái logo nó vậy mà. Như nó là hình dạng nó. Chứ nghĩ sao nó đi toilet vậy? Nó là yêu quái, sao biết đi toilet được. Trời ơi, trời. Yêu quá là đi toilet, nó còn không ăn nữa mà. Trời ơi, giá nó lên đâu. Cố lên, dĩa con này đây. Trời ơi, tụi nó tiêu con này. Trời ơi, cái con yêu quái này. Rồi. Tụi mình trở thành hot girl, hot boy của lớp rồi. Vậy là sẽ không còn ai bắt nạt